Chào các anh em đang xem miền Tây Solar ha. Nay là tối ngày thứ bảy, ngày 23 tháng 7 2022 nha anh em. Còn có một chút xíu nữa là qua ngày 24 vài phút nữa thôi. Thì mình cũng miệt mài gói hàng cho mọi người nha. Thì giờ trước mặt sau lưng gì cũng đèn đuốc hết anh em. Đây nè, đây đèn nè, thấy không? Hai cái UFO 1000W và kim cương. Rồi một cái JD300 và một cái JD200. Rồi mấy cục nãy giờ gói được đem bỏ nhà nữa mọi người. Thì trước mặt anh em là một cái quạt để gửi cho anh Thông. Anh Thông ở ấp Lai Khê, xã Lai Hưng, huyện Bào Bàng, tỉnh Bình Dương. Anh Thông ha. Thì anh Thông nhắn tin mua hàng rất đơn giản mọi người. Này chắc chú quá chứ không phải anh đâu. Nếu còn trẻ tuổi thì sẽ xài Zalo và hay nhắn qua Zalo. Còn cái này nhắn qua tin SMS mọi người. Nhắn tin điện thoại chắc chú quá. Thì chú nhắn rất đơn giản, chú nhắn một tin nhắn gửi tên, địa chỉ và số điện thoại. Rồi sau đó bên mình chốt còn hàng và sẽ gửi liền. Thì chú chỉ nhắn lại là ok, vậy là xong. Xong một đơn hàng rất là nhanh chóng luôn anh em. Chú không có hỏi thăm về, chú có gọi điện không? Chú có gọi điện, có gọi điện anh em. Cái này chú có gọi hỏi sợi dây này dài ngắn. Thì nãy mình đo rồi, sợi dây này 4,5 m nha, 4,5 m. Và lát nữa mình sẽ nói về sợi dây đó cho mọi người nghe. Thì sở dĩ mình không rành cái đơn của chú Thông được tạo như thế nào, lý do là nguyên một ngày nay và ngày hôm qua mình đi cắt thi mọi người, để điện thoại nhà để bà xã nhận đơn của các anh em. Thì bởi vậy mình mới gói tới giờ này mọi người. Ban ngày mình không gói được và ban đêm mình quyết định gói sao cho xong, xong hết cho mọi người nha. Thì mong mọi người thông cảm là nó cũng có hơi trễ hơn so với bình thường một tí. Lý do là ban ngày không có kịp mọi người, không gói được, mình không có nhà để gói nha. Thì ngày mai mình sẽ làm những cái bộ pin ở AE nè, rồi những con biến tầng này kia gửi tới cho các anh nữa, thì nó cũng hết tất cả những cái thời gian rảnh của mình. Nói chung là không còn một chút thời gian rảnh nào. Cho nên anh em nào đặt hàng cố gắng nhắn tin Zalo quá tốt, anh em gọi điện trực tiếp cũng quá tốt, hoặc là nhắn tin SMS, anh em đừng bao giờ nhắn tin trên YouTube nha anh em. Mỗi lần anh em nhắn tin mua hàng YouTube mình khổ lắm. Mình phải lục coi cái anh đó là ai, anh đó có số điện thoại nào. Nhiều khi anh đã mua hàng mình cách đây 5-6 tháng rồi, bây giờ anh nhắn lên YouTube mình thấy cái tên quen, thiệt là quen. Mình lục hết một đống bill anh em, cái bill giữa mình và bưu điện mình lục hết đống mới tìm ra được cái tên của người đó để lấy số điện thoại, gọi lại cho người đó để xin lại cái địa chỉ anh em, xin lại cái địa chỉ đó. Thì nó nói chung là nó sẽ rất là mệt mỏi. Anh em nhớ có thể đơn giản hơn ha, Zalo hoặc là gọi điện trực tiếp hoặc là nhắn tin SMS nha mọi người, đừng có nhắn qua YouTube nha. Lúc này mình bận lắm, mình không có thời gian lục lại anh em. Rồi bây giờ mọi người giờ trở vô cái quạt của chú Thông đi. Thì cái quạt này hiện tại là nó là F198. Đây F198. Hàng Zindian chính hãng. Đâu? Đây JD F198 này, thấy không? JD F198 này, JD là Zindian đó anh em. Rồi cái thùng nó chỉ đơn giản này nè, solar fan ha. Solar fan. Thì ở đây nó có một cái tờ giấy để hướng dẫn sử dụng gì nè. Mình thì cũng chưa đọc bao giờ, tại vì mình tự mò là chính rồi chứ mình cũng không có cần nó hướng dẫn. Rồi bây giờ nói từ những cái dụng cụ nhỏ trước. Đầu tiên là cái cục sạc này. Đây là cái cục sạc mà để cho anh em xài, ví dụ như ban đêm ta đang xài tới 4 giờ sáng tự nhiên nó hết điện, thì người ta cầm cục sạc này vào và cái quạt nó thực hiện cái vấn đề sử dụng điện lưới 220 nha, thoải mái đó. Khi sử dụng điện lưới thì cái quạt nó quạt mạnh hơn khi sử dụng cái pin mặt trời và cái cục pin lưu trữ trong nó. Đấy, điện lưới thì nó quay mạnh. Và cái quạt F198 này, cái động cơ rất là lớn hơn so với 188LL trước đây mình bán nha anh em. Động cơ lớn hơn, nó quay rất là mạnh luôn, quay khủng luôn á. Đấy, rồi tiếp theo là cái remote. Cái remote cho ông ta là on off nè. Tốc độ của quạt, tốc độ của quạt đi từ 1 tới 10 nha. Thời gian nè, thời gian. Nghĩa là hẹn giờ. Hẹn giờ thì có 8 cấp độ từ 1 đến 8. Mình không biết là mỗi cấp độ là bao nhiêu phút thì mình chưa thử, nhưng mà cấp độ từ 1 đến 8 nha. Swing này là cái đầu này nè, cái đầu này là nó có quay hay không, nó có quay đảo quạt, nó có đảo hay không anh em, nó có xoay qua xoay lại. Như cái đó nó có, đó là đang đảo đó. Còn bấm một cái nữa thì nó sẽ đứng im ha. Rồi USB on off có nghĩa là điện ra từ USB ha. Cái USB on off này thì mình cũng chưa test thử luôn, anh em nào mà có nhu cầu thì test thử. Rồi cánh quạt nè mọi người, cánh quạt ha. Nhiều anh em nói ủa sao cánh quạt mỏng manh thế. Không phải mỏng manh đâu anh em, mà là nó dùng một cái loại nhựa chất lượng. Nó rất là
là dẻo ha, rất là dẻo chứ không phải mỏng manh đâu, tại nhựa xịn đó mọi người, nhìn thấy vậy đó. Rồi thì tấm pin bây giờ trở vô tấm pin nè, tấm pin này là tấm nhà sản xuất nói là 22W nhưng mà mình nghĩ chắc nó có thể hơn 22W, có thể 25W, rất là lớn nè. Đặc biệt tấm pin không có mạc nha mọi người, anh em đừng hỏi mình tại sao không có mạc, mình cũng không biết tại sao không có mạc nữa đó, tại vì người ta không dán thôi mọi người. Rồi giờ tới sợi dây, sợi dây là 4,5 m nãy đo rồi, sợi dây này 4,5 m nè. Và anh em hỏi là có dây nối dài ra không thì mình trả lời là không nha. Cái đầu này nè, mình không có sợi dây nào phù hợp cho cái đầu này trơn, cái đầu này nè, cho nên là mình nối dài không được. Nhưng mà anh em đem về nhà anh em có thể nối dài ra bằng cách nào, gỡ cái hộp đen này ra. Hộp đen này chúng ta chỉ cần kéo xuống là mở ra, anh em thấy không, mình mở được rồi đó, mở ra rồi chúng ta sẽ sao, nhả hai cái mối chì này ra, hoặc là anh em cắt dây nối cũng được nữa, nhả hai mối chì ra và anh em nối dây dài ra. Đó, nhưng mà đúng âm dương nha, âm theo âm, dương theo dương nha mọi người, đúng y gan vậy nha. Đó có nghĩa là nó là điện DC, nó có phân cực âm dương. Đó, anh em nối dài ra là nối dài ở ngay cái ổ này nè, chứ không phải là có một sợi dây chuyên dụng nào để nối dài hết mọi người. Đó, nha, nhả cái đó ra, nối dài muốn dài nhiêu dài. Đó, dây thiết diện lớn càng tốt. Rồi đây là thân nối dài của quạt nè, cái thân chính nối dài của quạt ha. Ở đây mình không bóc mũ ra tại vì mình cũng không có ráp cái quạt lại cho nên không bóc mũ luôn. Rồi đây là cái thân trên của quạt nè, thân trên của quạt thì anh em thấy là nút nút điều khiển ha, nó rất là nè, quay hay không quay nè, thời gian từ 1/8 nè, tốc độ quay nè, từ 1/10 nè, on off nè. Đó thì anh em có thể điều khiển ngay trên remote này, ngay remote này, hoặc là anh em có thể bấm trên đây cũng được. Và anh đây có màn hình hiển thị nè, cái quạt một F198 này hơn cái 198 LL ở chỗ có màn hình này và cái remote á, làm cho nó hơn 300.000 mọi người. Nhưng mà cái tấm pin cũng lớn hơn nè, cái bộ pin lưu trữ á, ông này cũng lớn hơn nữa, ông kia kỳ đó 10 mấy ampe giờ, còn ông này tới 24 ampe giờ nữa nha. Bộ pin lưu trữ này là 24 ampe giờ và cái động cơ nó cũng to hơn nữa đó. Nói chung là cái gì nó cũng hơn 188 LL tí hết á, cho nên nó mới hơn 300.000 anh em. Bộ pin này tới 24 ampe giờ nữa nha mọi người, lớn lắm á, quay nguyên đêm luôn, mình nghĩ là quay nguyên đêm á. Rồi cái lồng bàn của nó nè anh em, lồng bàn của nó nè, bây giờ mình sẽ test cho anh em xem nè. Mình bấm nút on cái, ở đây nó hiện là 92%, có nghĩa là bộ pin này nó đang đầy 92% nè, 92% thấy không, 92% nè. Rồi tốc độ đang ở tốc độ số 5, bây giờ anh em muốn lên anh em bấm tới số 7, số 8, số 9, số 10, số 10 xong mới trở lại số 1 ha. Tốc độ đây, còn thời gian, hẹn giờ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 cấp độ hẹn giờ nha. Nhưng mà mình không biết mỗi cấp độ là bao nhiêu phút thì mình không rành, mình chưa thử. Còn cái này là nút nhấn cái là cái đầu nó quay nè, đó anh em thấy không, còn nhấn cái nữa thì nó đứng lại, nó không quay nữa đó. Bây giờ quay mình cũng có thể nhấn vậy chứ không phải hồi đó cái có cái nút ở trên đầu gịch gịch ha. Như anh em thấy cái quạt cổ điển của mình nè, đây có nút gịch gịch nè, thấy không, nút gịch gịch nè. Còn bây giờ không có, bên đây chúng ta bấm luôn nha. Đó, vậy thì bạn thấy ưu điểm của cái quạt này so với cái quạt 220 là gì các bạn? Thứ nhất là quạt 220 đó hả, nó đang xài đó phải không, Senco ha. Ở quạt đó với quạt này là cái quạt nó phải trả tiền điện, quạt này thì miễn phí tiền điện hoàn toàn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái quạt này nó có cổng USB nè. Bữa nào cúp điện phải không, bạn đem tất cả những cái thiết bị mà xài cổng USB, ví dụ như cái quạt mini hoặc là điện thoại, sạc điện thoại hoặc là đèn LED gì đó mà cắm vô cổng này lấy điện á, bạn cắm vô. Bộ pin 24 ampe giờ này rất là mạnh mẽ. Nhất là 3 ngày nó được cái tấm pin này sạc xuống nữa, cái tấm pin này sạc vô nữa là nó càng mạnh hơn nữa. Và điện xài gọi là, người ta gọi là gì ta, vĩnh cửu luôn. Tại vì tấm pin này nó hưởng ánh sáng mặt trời và luôn luôn nó sạc vô mà, vĩnh cửu luôn đúng không. Đó là cái hay thứ hai của nó. Cái hay thứ nhất là không tốn điện, hay thứ hai là có thể dùng cái này để lấy điện ra xài cho cái này cái kia. Cái hay tiếp theo của nó là nó có cái màn hình nè, thấy không. Cái hay tiếp theo nữa là nó có cái remote nè, để điều khiển từ xa nè. Cái hay tiếp theo nữa là bữa nào mà trời mưa quá đi, sạc không đủ điện để qua quạt á, thì chúng ta có thể cầm điện 220 vô quạt nè, thấy không. Cái hay tiếp theo nữa là các bạn có thể rinh cái quạt này đi thoải mái, đi ra ngoài sân vừa ngồi vừa nướng lẩu, vừa ăn cơm vừa thoải mái luôn, khỏi cần kéo dây điện. Đặc biệt là anh em nào mà khoái ăn đồ nướng á, đồ nướng thì chúng ta nướng ta hay có vụ mà cái quạt đang thổi lửa, anh em xách cái quạt này ra thổi cái một, khỏi cần dây điện luôn, phải không. Đó, không rườm rà, không sợ trẻ em bị điện giật. Đó, anh em kéo điện 220, có mấy đứa nhỏ sợ là nguy hiểm rồi phải không, còn quạt này khỏi đó, không có điện giật gì hết trơn, không có sét đánh gì đây hết trơn,
nó rất là độc lập với môi trường ha, độc lập hết tất cả. Nó rất là nhiều tiện lợi trong cái quạt này mọi người ha. Thì cái tấm pin này anh em thấy nó chà bá không, 22W mà bự chà bá luôn, bởi vì nó sạc cho quạt này ngon lành luôn, thấy không? Ở mình đo tấm pin này cho anh em thưởng thức luôn, nói là 22 mình nghĩ hơn nữa, bự lắm, 4,5 m, à sorry 4,5 t, 3,5 t, 3,5 t, 4,5 t nha, 22W đúng rồi, cái tấm 22W là 3,5 t, 4,5 t là đúng rồi. Rồi đó thì mình sẽ nhắc lại với anh em, đây có nút on off nè, anh em bật qua on là anh em đang xài cái pin lưu trữ và tấm pin mặt trời, bấm nút này một cái quạt nó quay nè, anh em thấy không? Ở đây mình không thấy, không gắn cánh quạt vô nha, quay nè, nhưng mà đặc biệt cái động cơ nè, nó quay anh em không nghe tiếng động luôn, quay không nghe tiếng động luôn, quay im rưỡi luôn, thấy không? Không có tiếng động luôn. Chọn tốc độ đây nè, on off nè. Còn bây giờ anh em bật qua đây, bật qua đây là xài điện 220 nè, và cộng 220 vô một cái là chạy liền. Và đặc biệt là chúng ta có thể dùng điện 220 để sạc cho bộ pin 24 bây giờ này được luôn. Nó rất là tiện lợi nha mọi người, nó vô cùng tiện lợi. Cái dở của cái quạt này là gì anh em? Cái dở của quạt này là gì? Là nó đâu rồi? Hả, mình tìm được khuyết điểm của nó. Đây nè. À, bộ pin này nó không có sẵn trong đây, lát mình tặng cho anh em bộ pin luôn nha. Cái này, cái quạt này không gỡ pin cho chúng ta luôn. Mình tặng cho bộ anh em bộ pin hả, tặng cho anh em bộ pin Toshiba nha. Và chưa nữa, cái dở của cái quạt này là nó không cung cấp cho chúng ta cái ray chỗ này nè, cái ray để chúng ta bắt tấm pin ở nóc nhà. Tại vì sao anh em, nó giải thích là cái tấm pin này nè anh em không có để ở nóc nhà, thường thường người ta để ở ban công, để ở dưới đất, hoặc để máy tôn, để ở đâu đó mà người ta di chuyển liên tục. Tại vì người ta thích để cái quạt ở đâu thì người ta để cái tấm pin ở đó, có nghĩa là tấm pin nó luôn luôn di chuyển theo quạt để cơ động anh em, cho nên là đây nó không cung cấp cho mình cái ray luôn. Còn anh em nào muốn có ray thì lấy những cái ray của những cái đèn năng lượng mặt trời gắn qua, thấy không? Ở đây này là của tấm pin 22W thôi, nó không có gửi cái ray đó, đó là cái yếu điểm của nó. Còn cái bộ pin Toshiba này có giá trị là 5.000 bộ này mình tặng cho anh em nha. Thôi bây giờ mình kết thúc video ha. Mình quảng cáo quạt cho anh em vậy là cũng mình nghĩ là kỹ rồi đó. Tại vì cái quạt này nó cũng hôm nay mình cũng quay nhiều video rồi đó, cũng nhiều anh em lấy lắm rồi, cho nên là bữa nay mình nói vậy là giống như mình đã lặp lại tất cả những gì mình nói trước đây anh em. Đó, cho nên là anh em coi video này và cảm thấy đam mê cứ 0766874311 nha. Quạt này đảm bảo với anh em là xài ngon. Hôm nay mình bán cho anh em cái quạt này nó mới về thôi. Mình nói với về đây mình bán cho anh em chắc cũng được 2-3 thùng gì đó, và anh em xài hổm nó im re, đâu ai phản hồi đâu, phải không? Đâu ai nói gì đâu đó, xài chỉ có ngon thôi mọi người chứ có gì đâu, phải không? Đây hổm này cũng làm được cả 10 mấy cái quạt rồi, và bây giờ mình cũng còn nữa nha, còn vẫn còn bán cho anh em bình thường, không có hết hàng nha. Đó, cái nào mà anh em mua nhiều là mình đem về mình trữ, mình bán cho anh em phủ phê, không có hết hàng đâu. Thôi mình chào mọi người, hẹn gặp mọi người ở những cái mặt hàng tiếp theo nha. Nhớ ủng hộ kênh Miền Tây Solar thì cho kênh một cái đăng ký nha mọi người. Đó, ủng hộ kênh để kênh ngày càng mạnh mẽ hơn ha.